Ơ,
Nào, chúng ta cùng thám hiểm thôi. Yeah.
Nhỉ? Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buồn nhỉ. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Xin chữ ký nhé.
của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Thank you.
mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ. Thôi chắc nó chạy mất rồi, đành về vậy. Có ra đi không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này, này trốn này, trốn này. Nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với? Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tớ có cách rồi. Đau quá. Mau lên. Oh,
Chào cậu. Cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu. Mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Ô
Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Ê